Xin chào các bạn, hôm nay FPT Shop sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm đầu tay của Microsoft. Đó là chiếc điện thoại Microsoft Lumia 535. Và đây là chiếc hộp Lumia 535. Chúng ta hãy cùng khám phá nó nhé các bạn. Phụ kiện thì cũng khá là đơn giản. Chỉ một pin, sạc, một sách hướng dẫn sử dụng. Và trên tay tôi đây là một chiếc Lumia 535 màu xanh đọt chuối nha các bạn. Lớp vỏ ngoài bóng bẩy bằng chất liệu nhựa bền bỉ, ôm trọn thân máy, cùng các góc được bo tròn mềm mại và đảm bảo độ bền cho máy, vừa tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Và nếu bạn muốn thay đổi màu sắc, bạn chỉ cần tháo chiếc nắp lưng này ra và thay bằng một chiếc khác, rất nhanh chóng và tiện dụng thay vì mình phải mua một chiếc điện thoại mới, đúng không các bạn? Microsoft Lumia 535 sở hữu màn hình cảm ứng đa điểm siêu nhạy với kích thước 5 inch, độ phân giải 960 x 540 pixel kết hợp cùng công nghệ màn hình IPS, đem lại cho bạn một góc nhìn rộng cùng những hình ảnh sắc nét, trong trẻo với màu sắc trung thực nhất. Đồng thời, Lumia 535 cũng được trang bị lớp kính cường lực Gorilla Glass 3. Đây, tôi gõ vào màn hình cho các bạn xem nhé. Rất chắc chắn đúng không các bạn? Và Lumia 535 được chạy trên hệ điều hành Windows Phone 8.1 mới nhất, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu lướt web, làm việc hay giải trí của bạn. Microsoft cũng mang lại cho người dùng 15GB dung lượng miễn phí thông qua OneDrive, giúp việc lưu trữ tài liệu, phim ảnh, video của bạn trở nên thoải mái và dễ dàng hơn bao giờ hết. Và chúng ta cũng không thể bỏ qua bộ đôi camera của Microsoft Lumia 535 với độ phân giải 5 megapixel, cho bạn những bức ảnh tự sướng đẹp hơn. Với hỗ trợ tính năng 2 SIM 2 sóng, giúp bạn tiện lợi hơn trong việc sử dụng các nhà mạng. Với chế độ chờ cuộc gọi và chuyển tiếp cuộc gọi giữa 2 SIM trên Lumia 535, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng nào. Tôi sẽ chơi thử một game cho các bạn thấy nó mượt mà như thế nào. Microsoft đã chính thức cho ra mắt chiếc điện thoại đầu tiên mang tên Microsoft Lumia 535 với những sự cải tiến vượt bậc so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nằm trong phân khúc smartphone giá rẻ nhưng Microsoft Lumia 535 vẫn đem lại cho người sử dụng trải nghiệm hết sức mới mẻ, đồng thời đánh dấu sự đột phá và những bước đi đầu tiên trong quá trình chinh phục người sử dụng. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chân đặt hàng qua web hoặc là qua hotline 19006606 để nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất từ FPT Shop, cũng như đến các cửa hàng FPT Shop gần nhất để cùng trải nghiệm và sở hữu nhé.